thậm chí là còn đéo cần phải cắt bằng nữa. Ừ. Nghe tiếng nó gọt ngon không? Máy nó êm đấy, con kia nghe tiếng nó bị rít. Đúng không? Con này đây anh chỉ một tí. Anh chỉ nghe con này. Đây chú nghe, nó nghe nó cũng... Có. Ờ, nghe con này nghe nó... Nó chạy nó ghi... chạy nghe, mình nghe tiếng nó chưa. Xong rồi anh không?